Hôm qua là sinh nhật tôi á, cũng định quay clip happy birthday to me các kiểu để khoe với mấy người, mà đợi nguyên một ngày đâu có cái bánh kem nào đâu. Chẳng lẽ tự đi mua rồi về thôi, đập hộp quà nha. Cũng rất là nhiều quà và cả đây nữa. Đầu tiên là một chiếc vòng may mắn nha, của Ben gửi tặng. Tăng tăng. Nhìn nó đơn giản như vậy nhưng mà thật ra là không hề đơn giản nha. Mình sẽ để video đây cho mọi người xem. Nè, xinh không? Thấy cũng nói chung không phải gu của Jen. Nhưng mà thấy chắc là sẽ có những người thích, sẽ có nhiều người thích đúng không? Trong năm nay Jen có rất là nhiều dự định nhưng mà không thực hiện được. Định là sẽ có một ngôi nhà màu hồng nhỏ nhỏ thôi của riêng mình, nhưng mà có một số trục trặc cho nên cũng không không chưa làm được. Hy vọng là sẽ làm được trong thời gian sớm nhất. Tiếp theo là pin trời ơi, nói vậy thôi chứ tôi gỡ tôi coi hết trơn rồi, giả bộ bất ngờ thôi. Tăng tăng, một chiếc nhẫn bé bé xinh xinh. Xin chào mọi người, cưng ha, dành chỉ thích nhỏ nhỏ vậy thôi. Tiếp theo là Badara. Trời, tôi cũng tháo ra tôi coi rồi. Của một người chị đồng nghiệp tặng Jen nha. Rất là xinh luôn á. Thật ra lúc đầu á, Jen nghĩ mấy cái vòng này nó cũng tầm vài triệu thôi. Nhưng mà không ngờ là nó đắt như vậy luôn. Cảm ơn, CC. Tiếp theo là hộp mỹ phẩm của Shiseido. Cái này là brand gửi tặng nha. Xinh xỉu. Nói chung Jen sẽ dùng và review sau cho mọi người nha. Đây là một chai nước dưỡng. Tục vẫn là một hộp mỹ phẩm của nhà Cleanwear. Này vẫn là brand gửi. Jen rất là thích Cleanwear luôn. Mình sẽ test và sẽ review cho mọi người sau nha. Tiếp theo là Gucci. Cái này là Jen tự mua cho nên cũng không cần đặt hộp. Đây là hai đôi giày nha. Adidas. Này là Su Su chúc mừng sinh nhật Jen nè. Cảm ơn mày nha. Rồi cơm thú vị với Chi Chi. Quà đâu? Tự nhiên cảm thấy clip hôm nay không có năng lượng gì hết trơn á. Thôi nhiêu đây thôi. Bye bye. Hẹn ngày mai gặp lại nha. Ngày mai nạp năng lượng sẽ cho mọi người thấy một bé Jen thật là đáng yêu.